Hội An chìm trong nước và hành động đẹp của những vị khách Tây. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sau khi bão số 4 đã tan, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước trên sông Hoài dâng cao. Một số tuyến đường tại phố cổ Hội An ngập trong nước lũ. Lũ dâng cao, nhưng thời tiết Hội An lại rất đẹp. Vì vậy, du khách quốc tế rất thích thú. Sau 2 năm, du khách quốc tế đã có những trải nghiệm mới mẻ tại đô thị cổ Hội An mùa mưa lũ. Dù không thuận tiện trong việc đi thăm những danh lam thắng cảnh, nhưng những vị khách quốc tế không vì thế mà nhàm chán. Đoạn video được những người dân ghi lại cho thấy họ đã hòa cùng dòng người ở Hội An đi dọn dẹp đường phố tại những nơi bị ngập úng, khu vực bị ùn tắc rác thải. Trước đó, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến 5 giờ sáng nay, 29 tháng 9, đã có 52 người bị thương do bão số 4. Bão và mưa lớn làm 110 nhà bị sập trên 70%, 2.974 nhà và 131 phòng học bị hư hại, tốc mái, 7 trụ sở làm việc của công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại. Tuy nhiên, do có sự phòng bị tốt cũng như ý thức người dân trong việc phòng chống và lánh nạn, toàn tỉnh không có thiệt hại về người. Và với những hình ảnh đẹp của những vị khách Tây cùng những gì đã có, hy vọng Hội An sớm trở lại cuộc sống bình thường để khách du lịch tiếp tục được tham quan những di sản của thành phố cổ ở miền Trung này. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.